This concept about how the world is created because of greed, hatred, stupidity is a lot more advanced than I can have the time to, I'm willing to go into. Cái quan niệm mà thế giới nó tạo ra từ cái tham sân si đó, nó hơi khó giảng, mà nó ngoài cái vòng của thầy muốn bàn về cái pháp môn tịnh độ. Thành ra xin điển bàn cái chuyện đó. Chỉ đại khái nói là khi một cái thế giới nó tạo ra do cái tham sân si, thành ra nó bất tịnh, thành ra có nhiều cái khổ sở do cái tam độc đó. So it's beyond the realm of discussion to discuss why, how the greed, hatred, stupidity created this higher world or created the world. But suffice it to say that because of the concept of the three poisons, the existence of the inhabitants of the sour world is full of suffering because of the retribution for indulging in those three poisons, creating karma from these three poisons. Okay, and therefore the existence in the sour world is characterized by a lot of suffering. Cho nên nó nhắc lại cái thế giới này, quả ta bà này rất nó một cuộc sống cực khổ. Okay. The Buddhist is different from the other religions in a sense that when the Buddha teaches the Dharma, he spells out the facts first. Cái Phật giáo nó khác, những tôn giáo khác ở chỗ là Phật giáo khi Đức Phật dạy thì ngài nêu ra cái sự thật, chứ ngài không có nó quanh nó co. I noticed, for example, that a lot of other religions they only dwell on the negative, on the positive. Những cái tôn giáo khác đó, họ chọn nói về những cái hay, cái tốt, mà họ tránh nói cái xấu, nói cái mà cái khổ. Thì ra cái cách dạy nó khác nhau. Tại vì bên Phật giáo chúng ta nói về cái khổ để cho quý vị ý thức được rằng cái thực tế, cái thực tại của cuộc sống đã, rồi mới tìm cái tạo cái nhu cầu để tìm cách mà đoạn cái khổ đó. Ok, phải biết cái vấn đề lớn chúng ta là gì thì chúng ta mới có thể giải quyết nó được. So the different approach between difference between Buddhism and the major religions is that we are more blunt, more direct, in that we spell out the truth. We don't beat around the bush. In the sense that the Buddha, the first thing the Buddha taught to the world, the human realm, is that he says, the human existence is so much suffering, and you ought to know it. Okay, and once you accept the fact you have a lot of suffering, you should also know that the nature of suffering is accumulation. Okay, and therefore, if you understand the nature of your suffering, then there's a way to end it. And if you end the suffering, then you can attain bliss and attain liberation. Thành ra Đức Phật dạy là mình cuộc sống của con người đó là cuộc sống của cái khổ, mà cái khổ đó là nó có cái khuynh hướng nó tụ tập lại, nó càng ngày nó chồng chất lên nhau. Okay. Nếu quý vị chấp nhận được như vậy, thấy được, ý thức được cái sự thật như vậy rồi, thì Đức Phật mới nói, nếu như vậy, muốn hiểu được như vậy rồi, thì có một cách để mà giải quyết những cái khổ này, đoạn những cái khổ này. Mà nếu mà đoạn cái khổ này, thì quý vị sẽ đắc được cái lạc, sẽ đắc được cái giải thoát. Cái đó là cái đạo. Okay. The teaching that originally the Buddha came to our world is to help us, the objective of Buddhism to help us obtain liberation. Cái mục tiêu của Phật giáo dạy, Đức Phật dạy đó, cho chúng ta, cho chúng sanh để liễu cái khổ và đắc cái lạc. Okay. And in order to end sufferings and attain liberation, muốn đoạn cái khổ mà đắc cái giải thoát đó, thì có hai cách, the two ways to go about it. Okay, one is called vertical
escape. One is horizontal. Một cách đó là đi vertical là gì ha? Là đi what's vertical in Vietnamese? Đi thẳng lên. Là mình thăng, mình thoát ra cái sự mình thoát ra cái hoàn cảnh mà khốn túng của mình, mình đi thăng lên, thăng thiên để mình thoát được. Hoặc là cái phương pháp khác là bước Đức Phật dạy đó là đi ngang, thoát ngang. Ok. Now, for when the Buddha was in the world, lúc Đức Phật còn tại thế đó, thì ngài giảng tới đó, đó thì rất nhiều đệ tử đắc được giải thoát. When the Buddha was in the world, when he explained to that point where he says there is a way to attain liberation and you should not be attached to or you should undo your attachment, should not be attached to the dust. Many of his disciples attain liberation. Đệ tử ngài đắc, rất nhiều đệ tử đắc được giải thoát, họ đắc quả a la hán. So they certify to arhatship, and it's because these people are superior, the superior roots. Tại sao họ đắc, nghe giảng pháp mà đắc được giải thoát ngay lập tức? Tại sao như vậy? Tại vì họ căn cơ họ rất là cao, họ gọi là được gọi là thượng căn. These people are considered to be superior roots. Okay, and if you have superior roots, then if you cultivate the way, then you will attain liberation. Thành ra, that's called vertical escape. Thành nếu quý vị có thượng căn, mà quý vị mà tu cái pháp, tu Phật pháp, cái kiếp này quý vị có thể đắc được giải thoát. Cái đó là cái cách giải thoát bằng đi thăng lên, đi thăng lên cao. Okay, and in fact, when the Buddha was alive, during the early years of Buddhism, mấy cái năm đầu tiên, cái thời kỳ sơ khởi của Phật giáo, Đức Phật bắt đầu dạy Phật giáo đó, thì rất nhiều đệ tử đã đắc được giải thoát. A lot of his disciples attained liberation. Okay, and later on, as time progresses, people blessings became fewer. Rồi trong cái thời gian trôi qua thì càng ngày thì chúng sanh cái nghiệp nó càng nặng, thành ra cái phước báo họ càng ngày càng yếu, càng ít. Thành ra càng ngày họ càng khó đắc giải thoát. It's very rare in this, in particular in this Dharma ending age where the Buddha Dharma is disappearing. It's very rare to find people who attain liberation through vertical means. Rồi cái thời mạt pháp này đó, cái thời mà Phật pháp nó đang biến mất từ từ, thì cái đặc tính của cái thời buổi này đó là đại đa số những cái người mà tu Phật pháp đó, không đắc được giải thoát, khó mà đắc được A la hán quả, đừng có nói gì Bồ Tát quả nữa. Ok, thành ra cái phương pháp nó khó quá đi. Nếu mà tu là đa số những Phật tử mà ta không thoát đắc được giải thoát thì chư tổ bên người Hoa đó mới chế ra một cái pháp gọi là pháp tịnh độ để giúp chúng sanh đắc giải thoát qua cái phương tiện giải thoát qua hồng. So what happened is that because it's Dharma ending age and the cultivators have a hard time attaining, certifying to the fruitions, so the Chinese patriarchs, this is what we owe to the Chinese. The Chinese patriarch, in particular Venerable Hui Yuan, was the first patriarch in China to advocate the Pure Land sect, the Pure Land school, in order to help the cultivators escape horizontally. Thành ra chúng ta ngày hôm nay mà tu cái pháp tịnh độ tông này đó là nhờ cái ơn hồng ân của ngài ngài Huệ Viễn đại sư, một cái người thầy người tăng ở Trung Hoa, ngài thiết lập ra cái tông
cái tông tông Tịnh Độ chủ trương là giúp chúng sanh đắc được giải thoát bằng đi đường ngang, bằng cách là nếu mà không đắc được giác ngộ, không đắc được cái A-la-hán quả thì có thể tìm cách mà vãng sanh qua cõi qua Tịnh Độ. Okay, so so that's why since he created that Pure Land Sect, it became very popular in Asia. Và từ khi mà ngài Huệ Viễn mà sáng lập ra cái Tịnh Độ Tông đó, thì cái Tịnh Độ, pháp môn Tịnh Độ rất là thịnh hành bên Á Châu. Okay. So in essence, when my late teacher brought Buddhism to this country, and khi mà ân sư của thầy ngài Tịnh Hòa Thượng Tiên Hóa mà đem cái chánh pháp từ bên bên Trung Hoa mà qua xứ Mỹ đó, thì ngài truyền qua cái ngũ tông phái của bên Phật giáo Trung Hoa. He brought along with him the five schools of Mahayana from China, and among which he taught the Chan school as well as the Pure Land school. Trong năm cái ngũ tông phái đó thì có giáo, có luật, có mật tông, có thiền tông và có Tịnh Độ. Thì we are very fortunate because the Mahayana is now in the US since he brought over here. Thành chúng ta rất là may mắn là ngày hôm nay chúng ta học hỏi được cái Phật giáo Đại thừa là nhờ cái ơn của ngài Tịnh Hóa đã đem từ Trung Hoa qua đây. Okay. Thiệt ra đó thì bây giờ theo thầy thấy đó thì cái Phật giáo Đại thừa ở Mỹ này cái người thành tựu đó, trình độ người thành tựu nó cao hơn là những cái chỗ khác, những quốc gia khác. Now, so from my perspective, I feel that the Mahayana is in the US already because the people here, the level of attainment is higher than all the other countries, especially even in China and Taiwan and Vietnam and so on. Okay? All right, any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Mấy người đó là ai vậy? Người Việt Nam, là người Hoa, là người nào? Có cái tên không? Nói tên nhầm được không? Người Việt Nam. Mấy thầy bên ở Việt Nam đó. There is a question. It says that there is some Vietnamese masters in Vietnam who advocate that if the mind, the pure mind is a pure land, therefore why do we have to be reborn to the pure land? Because to the west so far away, if we purify our mind, then the Pure Land is right here. We don't need to go to the Western Bliss Pure Land. Okay. So what is what do you think? Có ngân có ý kiến ngay lập tức. Ngài có đi Việt Nam, thì ngài nói xuống ngài nhìn cái
thờ Việt Nam, riêng Việt Nam đâu mà người Mỹ cũng nhiều lắm, người Hoa cũng nhiều lắm. Nói Việt Nam không cũng không có đúng. Ok. Con nói vậy cũng không đúng. Tại vì cái người Việt Nam mình họ căn cơ tu họ có, nhưng đều cái pháp họ không có và cái phương tiện họ không có. Chà hàng như quý vị biết không, bây giờ theo thầy nghe nói như vậy, không biết có đúng hay không, là lúc trước á, bây giờ chính quyền Việt Nam người ta còn dễ dàng tí. Còn lúc trước mà thời lúc mà thầy bắt đầu tu cách đây 20 năm đó, thì Việt Nam khó, ra khỏi Việt Nam khó mà qua đây lắm. Ok. Thành ra họ có cái sự, có cái hệ thống mà họ kiểm soát cái người tu hành. Giống như Ngài Thiện Hóa, lúc mà Ngài còn ở bên Trung Hoa đó, Ngài phải bỏ đi tại vì bên kia họ kiểm soát cái tu hành của Ngài, thầy tu không được, bị kẹt. Thành ra cái tôn giáo trước giờ tổ sư bên người Trung Hoa đó, họ giữ cái sự phân biệt giữa cái tôn giáo và là chính quyền, không thể nào chung chạm với nhau được. Ok. Những Ngài tổ sư đời xưa Trung Hoa đó, người ta không có, Ngài, các Ngài không lui tới chính quyền, rất hiếm. Chẳng hạn như có một số người làm quốc sư, tại họ đã giác ngộ rồi. Còn những cái người đại giác ngộ đó, họ họ không chịu làm quốc sư nữa. Thành ra cái người Trung Hoa có cái truyền thống là họ không có chung chà với chính quyền, họ không có dính với quyền lực. Một khi mà chính quyền mà bắt đầu mà đụng vào cái tôn giáo rồi, là họ phải bỏ chạy, họ tu không được. Cái tàu với ông thành thiệt ra ngày thực sự thật á, là có hai lý do Ngài Thiện Hóa qua đây theo thời thấy. Thứ nhất á, là tại vì bên kia cái môi trường nó không còn thuận tiện cho đào tạo nhân tài nữa. Ok. Tại vì cái chính quyền họ bắt đầu dính vào cái tôn giáo là cái chuyện không nên. Ok. Rồi cái lý do thứ nhì nữa là cái căn cơ cái người Mỹ đó nó tới rồi, đã chín rồi. Thành ra họ qua đây thì người Mỹ họ phát hoa ngay lập tức. Ngày qua đây mình có lẽ biết bao nhiêu đệ tử ở đây nè, ta đắc giác ngộ, ta chứng quả đầy hết á. Cái duyên như vậy, chứ không phải là nhìn cái dân tộc hay là cái gì, có là cái duyên nó tới rồi. Chẳng hạn như trong tương lai cái người Việt Nam này, người Việt Nam mà cũng căn cơ cái tu Việt Nam là cái họ có phước từ lâu rồi, chứ không phải là cái đời của mình đâu. Đã từ tiền kiếp đó đã biết bao nhiêu kiếp rồi, họ đã từng tu rồi. Thành trong tương lai đó thì họ sẽ, cái người Việt Nam căn cơ tu cao lắm, họ rất 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 là thích tu, nhưng đều cái khổ là cái duyên chưa tới. Thành ra họ chưa chín mùi thôi, chứ còn trong tương lai có thể là họ sẽ căn cơ người Việt Nam có thể tu thành đắc đạo được, là tại vì họ cái dòng giống người Việt Nam giỏi lắm, rất là giỏi. Quý vị để ý cho coi, Việt Nam cái tàu giỏi dễ sợ, đi đâu cũng sống cũng hay, cũng làm gì cũng được hết, rất rất là giỏi. Tại vì chưa đúng cái duyên thôi, chưa đúng cái pháp thôi. Thành Ngài Tiến Hóa khi Ngài đem cái pháp qua đây rồi, Ngài mới nói là tôi đem qua Mỹ này để truyền lại qua khắp tất cả thế giới, chứ mà ở đây đâu. Okay. Trở về là câu hỏi. So it's a long comment about Wu Jin. She always have her comment. She says, Vietnamese are not don't have enough blessings to learn that. I said it's not quite correct. It's not just a blessing, it's just the conditions. The Vietnamese, the Malaysian, or the Chinese, they have a tradition of having the Mahayana roots for a long, long time. But right now, the condition is not ripe that for them to benefit from those roots. Okay, because they planted for these blessings a long, long time ago. You know, you're talking about thousands or hundreds and thousands of lifetimes ago. Okay, and those roots are there. Just they're not ripe yet. Cái trồng, họ trồng cái nhân của đại thừa từ lâu rồi, đã trăm ngàn, đã trăm kiếp, cả ngàn kiếp, cả trăm ngàn kiếp rồi.
hiện bây giờ chưa chín thôi. Ok, giống như cái duyên là họ cái duyên mà hiện bây giờ cái duyên bên người Trung Hoa lúc một thời ngài Trung Hoa là hết, thành họ ngài cũng bỏ đi. Ok, mà cái duyên người Mỹ nó chín, thành họ và ngài qua đây để mà tại sao cuộc đời con người á có 30-40 năm thôi, rồi trong 30-40 năm mà không tìm ra được người thừa kiếp á là chết, cái đạo nó sẽ chết, thành ngài đợi cũng được, ngài phải bỏ đi. Ok, phải hiểu như vậy. So I'm trying to tell I'm trying to clarify for you is no need to worry about countries or race and so on. What matters is that these people have the wisdom. Like Venerable Shenhua, he realized that there are some constraints in his original country where it makes it very difficult to practice as well as train the next generation. That's one reason. The other reason being that the people in this country, the conditions ripened already. So therefore, when he brought Mahayana to this country, a lot of his disciples became accomplished cultivators because they're ready for it. Whereas the people in his country, in China, didn't have the same kind of level of attainment. That's all. So it's a matter of being practical, because he only has so many years he can teach. And he has so many years he can train people. Within that short time span, if he doesn't find the proper recipient, Dharma vessels, then the Dharma will be terminated. So he has no choice. He has to come here, okay? Because people here were ready for that Dharma. And it turns out a lot of his disciples are very, very accomplished cultivators, okay? And thực tế là quý vị nhìn, quý vị không thấy được thôi chứ còn cái thực tế là cái đệ tử ngài Thiên Hóa, ngài dạy những người ngài dạy đó, trình độ rất rất là cao. Mà thầy gặp những người đệ tử của ngài Thiên Hóa xong thầy đi qua, chẳng như thầy gặp xong rồi thầy tu ở cái chùa ngài Thiên Hóa. So what happened is that the practical aspect is that he trained a lot of high level cultivators here in this country. And the reason I know that is because I travel to various countries. Tại thầy biết như vậy, tại thầy qua mấy cái chỗ khác mà thầy thấy là mà có mấy quốc gia khác mà có cái truyền thống đại thừa rất là thâm sâu. Mà thầy thấy là cái trình độ mà những người mà gọi là thành đạo, đắc đạo bên dạng như Đài Loan, Hồng Kông này nọ còn thua Mỹ. And when I travel to places like with the great tradition of Mahayana, like Taiwan, Hong Kong, and Vietnam, and so on, and I realize that the people here have level of attainment is higher than over there. Okay, thành ra cái đó là cái chứng minh cho thầy thấy rằng thấy cái trí hệ của ngài Thiên Hóa, ngài thấy được là phải cần tới đây để đem tuyển chọn cái người ở đây mới hiểu được cái pháp của ngài. Okay, so that's why he had to come here to select the students to train them. Now, going back to the question of Yu Nga, who originally asked, there's a monk who Vietnamese Sangha says that's create a pure land here. Why have to go to Western Bliss Pure Land? Trở về lại câu hỏi của cô Yu Nga, câu hỏi rất là hay. Câu hỏi là nếu có những vị thầy người ta chủ trương đó, tại sao mình đi cái tâm tịnh thì là cõi là tịnh, tại sao mình cõi tạo cái cõi tịnh độ ở xứ này đi, mà sao đi xa có Tây Phương Cực Lạc lắm gì? The original question is says if the Pure Land School patriarchs say that the pure mind is a pure land, then why do we have to go to the Pure Land, to the West, so far away? All we have to do is create the Pure Land right here by purifying our mind. Okay, that's the premise. So she asked us she asked me for my opinion. Cô nhìn ngang cô hỏi ý kiến thầy ra sao? So what do you think? Yes, Anna. There is no disc-
discriminations, everybody can go into Pure Land if it's taken there. Right. And for some of us to create a pure mind, it might not be possible. I know it'd be possible. Why not? Because precisely of the conditions that are probably not given to anybody, to some of us, some people. Mm. I mean, a pure mind probably has to be to me, a pure mind has to be accomplished with a lot has to be a very strong cultivator, and for some of us, the possibilities are not there just yet. Còn cô nói là cái tâm thanh tịnh là phải cần tu, không phải là dễ. Thành cô nghĩ là có thể, không thể làm được. What do you think? Cái gì nghĩ sao? Con Nhật Lạc nói sao? Dạ, như là sao thầy? Con thấy không nói thì dễ, nhưng mà không bao giờ dễ được hết, không khó lắm. Tại vì như chính Đức Phật thì theo trong cái truyền thuyết thì con nghe nói là cũng tu rất là nhiều đời kiếp rồi. Còn những người Việt Nam thì có một số người, đúng là một số người là tu cao đi, thì cũng thí dụ cho con nữa thì cũng cái mức độ của tịnh độ là tất cả hoàn toàn hết, mọi tất cả mọi người đều phải thanh tịnh hết thì mới là thành một cái mức độ thanh tịnh được. Còn người Việt Nam thì không có hoàn toàn, tất cả mọi người không có được hoàn toàn gì hết, mà mỗi một người tu có thể đợi tới nhiều kiếp. Phật cũng tu nhiều kiếp mới được thành Phật. He said the Buddha took him many, like billions of lifetimes to become a Buddha. And then you're talking about creating a pure land. Are you saying that the Vietnamese can become so pure that can you have a pure land in Vietnam? So he says the Buddha says he has a problem with that statement. He says the Buddha says this is the land of the five turbidities. Okay, it's very turbid area. Even so how can we possibly change it and purify it? Cannot be done. It says the same thing as Ruler says. He says it cannot be done. It's not easy to do because you can't properly claim that all the Vietnamese become pure. You can purify their mind. How? Cái nghĩ sao? Quả ngân ngày đó biểu môi nữa. Okay, let me give you the answer. Nó qua nó con. Okay, thầy trả lời cho quý vị nghe. He's talking nonsense. Ông nói tầm bậy. May cô này không nói tên ông, như thầy không xung xúc phạm cái người đó. Thầy cảm ơn là cái kích tế gì đó. Thầy hỏi gì thầy nói thôi. Cái này là cái ý kiến một cái tiểu tăng. Thành cái gì đừng có tin quá, nghe chưa? My answer is it's nonsense. And I appreciate the fact when you ask me questions, sometimes she withheld the info, the name, so that I don't need to insult someone in particular. Because when you ask me a question, I will give you a straight answer. I don't beat around the bush. Okay. This is nonsense. Why? Tại sao cái này là chuyện nói tầm bậy, nói tầm phào? Tại sao vậy? Of all the reasons you mentioned, tất cả lý do quý vị nói đều đúng hết. Okay. But let me give you a principle behind it. Thầy nói cái gì nêu ra một cái lý do mà cái vị chưa nói đó là như vậy này.
tại sao mà ngoài cái cõi cõi tịnh cõi tịnh mà phải phải mà không mà không 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 cái người mà nói như vậy là cái người còn có cái tâm phân biệt ở trong ấy. Ok. Còn phân biệt giữa cái quốc gia giữa cái quả ta bà với quả Tây phương Cực Lạc. Cái tâm như vậy đâu mà là tâm tịnh đâu. Nói chuyện bao chích chòe không à, không được. Cái chuyện thứ nhì nữa là cái người mà nói như vậy là cái người tâm chưa được thanh tịnh. Tại sao? Cái tâm người thanh tịnh rồi không nói những cái chuyện như vậy. Nói mà không có bằng cớ. Cái người mà có tâm thanh tịnh rồi, tạo được cái quả tịnh độ rồi, họ đã tạo rồi, họ đợi gì mà nói mình làm cái gì? Đúng không? Cái quả tịnh độ để làm cái gì? Để cứu người. Quả tịnh độ cái người là không hiểu cái quan niệm của cái độ là cái gì. Cái độ là khi quý vị tới tu tới cái tịnh độ Bồ Tát rồi mới tạo ra cái độ. Mà cái này không hiểu cái dùng của cái độ. Thành nó cái gì chưa tới trình độ thành thầy không nói chuyện đó luôn nữa, thành nói hoàn toàn cái chuyện tầm bậy tầm bạ không à. Thế người trong nghề ta nghe cái chữ ta nói cái ông nói tầm bậy để quý vị không biết thôi à. Khi mà quý vị tu tới trình độ mà Bồ Tát rồi á, thất địa ra lên rồi bắt đầu nói chuyện tạo ra cái độ. Ok, tạo ra một cái thế giới để mà độ chúng sanh. Chưa gì hết mà đòi chưa biết cái độ. Khi biết cái dùng của cái độ thành ra dám đòi tạo cái độ mình phải tịnh nữa. Thành nó nói tầm bậy không? Thế ông dùng những cái chữ sai là tại vì cái quả tịnh này á, là khi mà khi ông bất trước, ông bất trước đọc sách, ông bất trước những cái ông thầy ông nói, tổ sư nói như vậy, ông chỉ bất trước như vậy thôi. Người ta ông không hiểu rằng cái người tổ sư nói, ngài Trung Hoa cũng nói cái câu này, cái ông tổ sư, một người tổ sư khác như ngài Ngẫu Ích cũng nói cái này. À, tâm tình tức là cõi tình, ok. Nhưng ngài không ai nói là tại sao quý vị đi Tây phương Cực Lạc làm cái gì, cái đó là họ chế thêm, họ nói tầm bậy, thấy không? Đó là chấp hai cái làm với nhau mà không hiểu ý nghĩa của mỗi người. Ngài Tiên Hóa ngài nói tôi có cái tình quả tình của tôi tạo được, đúng. Ngài tạo quả tình độ của ngài được, ok. Tại ngài sắp thành Phật rồi, ok. Ngài Ngẫu Ích cũng vậy, nói là tôi Bồ Tát, tôi là Đại Bồ Tát, tôi có quyền tạo cái quả tình độ tôi thành cái tâm mà tịnh thì quả nó sẽ tịnh. Ta sắp làm cái chuyện đó rồi, còn mình nó chưa làm tới đâu gì hết á, mà cứ nói tầm bậy tầm bạ không à. Ok. Không hiểu cái ý nghĩa của cái đồ là cái gì nữa, thằng nói tầm bậy. Mấy người mà ta nghe ta lắc đầu, ta nói ông hiểu ông nói gì hết. It's kind of difficult to explain to you, but for us professionals, this guy here misses the concept of the land. A land is something that he does not quite understand yet, because it's not explained in the Vietnamese Buddhist literature. Cái kinh văn người Việt Nam đó, tiếng Việt Nam đó, thầy đọc nhiều, thầy không dám nói đọc hết, nhưng đều thầy chưa có chỗ nào mà nó giảng về, họ giảng về cái phần là cái độ là cái gì. Quan niệm cái đồ là cái gì? Việt Nam không có cái sách nào nói như vậy đó. Tại sao như vậy? Tại đó là cái pháp của Bồ Tát. Khi mà quý vị tu luyện cái pháp Bồ Tát rồi mới nghiên cứu pháp Bồ Tát rồi mới thấy được ấy, trong pháp Bồ Tát là cái pháp, một cái pháp là phải tạo cái đồ. Người Việt Nam chưa có cái pháp đó, tại họ chưa có cái, họ chưa tới trình độ tu tới tạo đồ, tại họ không có sách đó. Người Tàu mới có. So what happened is that I cannot because of my limited exposure to the Vietnamese literature, I don't believe they have in Vietnamese the translation
about the creation of the world. Okay, that is the great bodhisattvas. They are in the business of creating worlds in order to rescue living beings, and that is the dharma for bodhisattvas, great bodhisattvas, not just bodhisattvas. Okay, so I don't believe it's available. It's been translated into Vietnamese yet from a Chinese. That's why when this monk here, when he imitated Master Shima, also mentioned that the mind, pure mind, is a pure land. Okay, that's correct. Or Venerable Man Yi, which is another Chinese patriarch, pure land patriarch. Okay, he also said that. He says the pure mind is a pure land. That's also correct. But these are great bodhisattvas. They know what they're talking about. They know they're in a business creating worlds. So they know exactly what they're talking about. This monk here, he imitated that. So he copied that from the literature. And he says, he added on top of it, he says, since the pure land is, the pure mind is pure land, why bother going to the Western Bliss Pure Land? None of the patriarchs advocate that, by the way. Những cái người mà tổ sư đó, những người mà đại sư đó, không có ai nói như ông thầy này hết á. Ai còn khuyến khích họ chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc, không ai nói là tại sao mình tạo ở đây. Khi người ta dùng cái văn từ, người ta nói là cái trình độ ở ngay ở đây á, là cái dạy họ, ý nghĩa họ khác, chứ không phải là không khuyên quý vị đi về quả Tây Phương Cực Lạc. Ông thầy, mấy ông thầy nó cũng chế, ông chế ra, ông nói tầm bậy. Đọc sách rồi nói tầm bậy, chứ không hiểu cái ý của cái lời dạy của cổ nhân. These people, this monk here in particular, and it's not the first time I hear of this kind of comment on a few occasions already. And I feel that these people are reading from books. They don't know what the real meaning behind these teachings, and they make inferences that are baseless. They're not based on facts because they don't know what they're talking about. Không biết. Okay. Anh thầy trả lời lại. Thứ nhất á là ông này nói tầm bậy. Okay, mà quý vị là người ngoài cuộc, quý vị không thể hiểu nào tại sao ông nói tầm bậy. Okay. Tại vì trong ông trích ra sách vở mà ông chấp sách vở lại. Thành nó cái sự làm như vậy nó sai lầm tại ông không hiểu. Tại vì như thầy nói rõ ràng á là những người tổ sư đó không ai khuyên quý vị nên tạo quả tinh độ ở đây hết. Cái đó là ông chế đó. Không có tổ sư nào nói như vậy đó. The fact of the matter is that I read a lot of Chinese patriarchs. None of them say that you should be creating a pure land right here. It's nonsense. That's sheer nonsense. Cái đó là nói tầm bậy. Không có tổ sư nói như vậy hết đó. Okay. Thật đó. Khoan nói gì tất cả cái gì và chi tiết là cái gì chỉ trích rất là đúng. And the rest of your comment is correct. You're absolutely correct. But I'm saying even before you get to your level, the sheer nonsense of saying turn this into a pure land is nonsense. Nói mà cõi biến cái cõi này thành cõi tình là chuyện cái chuyện vô lý. Đó như hiền thiện nói đó, đây là cõi bất tịnh của ngài Thích Ca Mâu Ni tạo ra mà ông này ông đòi biến nó thành tịnh, cái chuyện tầm bậy tầm bạ, nó có cái chuyện gì được. Phật tạo ra cõi bất tịnh, bây giờ ông nói bây giờ tôi đổi cả cõi thành cõi tịnh, mà sao mà làm được? Ông này Phật luôn rồi hả? The fact of the matter is that what Xian Chu just said is that Shakyamuni Buddha says the sour world is a land of five turbidities, it's impure. And here's a monk who says, I can turn it into a pure land. How is it possible? Is he a Buddha? Bồ Tát không làm không được nữa. Okay. Ông thì ông đòi làm. Đi ngược lại cái việc làm của Phật. Chuyện khác nữa, thầy nói cái gì nghe này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà tạo cái quả ta bà này có cái dụng ý đấy, cái quả này. Ông này ông đòi đổi lại. Ông nói là Phật là sai. Nó lủng củng nhiều chỗ lắm. So in addition, you don't realize that
Shakyamuni Buddha, he created his impure land, his higher world. That's his world for a reason. And here's a monk who says, I'm going to change it because Shakyamuni is wrong. No such a thing. Sao không có chuyện làm gì được? Thành cái gì, cái người mà không hiểu đạo, thành ta nghe những lời ta thấy nghe nó ngon lành, như vậy thiệt ra nó không có lý, nó không có căn cứ, nói nó tùm bậy. So it sounds good to the people who are not who don't understand, who don't know better. Okay, for you who cultivate, có những cái người tu hành đó, như quý vị đó, nghe một cái biết ngay nó làm được. Anna immediately says, how can you possibly purify your mind? How can you purify? It's not that easy. Yeah, she says, I've been working at this, and I can't, my mind is not pure yet. Right? It's not easy. Thì cái cô nói là tôi tụng tới tôi tu rồi mà tôi thấy tôi cái tâm thanh tịnh tôi là chưa có, sao mà người ta nói một cách dễ dàng như vậy được. Đâu có dễ mà tạo cái tâm thanh tịnh đâu. It's very difficult to purify your mind. Very difficult. Ok, thành ra cái lời dạy như lại cái lời dạy sai lầm, nó tạo cái sự mê hoặc cho tín đồ, nó có hại cho cái Phật giáo, nhất là cái tông tịnh độ đó. Như vậy đi ngược lại cái tông tịnh độ không có dạy như vậy. Ông này không hiểu cái pháp môn tịnh độ. And finally, I feel that his teaching is detrimental to Buddhism in general, in particular detrimental to Pure Land Buddhism, because it goes against the Pure Land Buddhism. The Pure Land Buddhism does not advocate what he's talking about. Pure Land Buddhism, we advocate you should go to the Western Bliss Pure Land. Cái tịnh độ tông mà chúng mà thầy học được á, là khuyến khích quý vị nên đắc vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Cái đó là dễ nhất để mà đắc giải thoát. Còn cái đó nó còn dễ hơn là thanh tịnh hóa cái tâm quý vị nữa. Ở đây mà quý vị muốn thanh tịnh hóa cái tâm quý vị nó khó không thể tưởng được. Here's why. Here's why the Pure Land sect advocates we should go to the Pure Land. It's because it's very difficult to purify our mind here in this higher world. It's so difficult. Nó khó quá đi. Nếu mà khó, nếu được như vậy, thì quý vị về quả tịnh độ làm gì nữa? Quý vị mà diệt cái tam độc, quý vị thanh tịnh hóa tâm, quý vị đã đắc giác ngộ rồi. Ông nói tầm bậy. Khi mà đắc giác ngộ thì về tịnh độ làm cái gì nữa? Đâu cần đâu. Cái gì mà đắc giác ngộ rồi thì cái gì thoát được cái vòng luân hồi rồi thì cái gì cần gì phải về tịnh độ nữa. Lúc muốn về thì về, không về cũng sao hết. Mình về tại mình chưa thanh tịnh hóa được cái tâm mình muốn về đó. Hiểu không? And there's a final point. And that is, if you're able to purify your mind like Anna wishes to do, you become enlightened already. Okay? Once you have attained liberation, you don't need to go to the Pure Land. You can go to Pure Land whenever you wish. Quý vị đắc giải thoát rồi, đâu có cần về khỏi tịnh độ. Muốn lúc nào đi cũng được hết. Thành cái người nào không hiểu cái pháp tịnh độ, dạy tầm bậy, mê hoặc cái tín đồ tầm bậy, không được. Mà thầy không biết sao giảng là tại cái gì mà trả lời người ta mắng vì chết đó. Tại vì thầy sư thì có quyền nói như vậy, thầy nói cùng lắm rồi nói là cái ông sư này ông hỗn thôi, chứ còn tại vì cái kia cương vị của thầy là người dạy, thầy phải nói những cái gì mà
trong cái pháp thầy phải nói, nó việc của thầy làm. Còn cái việc nó ngược lại với thầy thì cái gì nói cũng được, thầy cũng thầy nó có hại dễ sợ. Cái người mà ngay như Mexico mà nó ngược lại với thầy, nó cũng là họ cũng chửi trên đầu sư cô, nó sư cô không biết cũng được nữa. Con thân khác mới nói được thôi. Thành ông phá dễ sợ, ông này ông làm những chuyện như vậy nó không tốt cho Phật giáo. Nó hại lắm. Nó tạo một cái sự mê tín, sai lầm. So finally, this kind of behavior, this kind of teaching is very detrimental, as I said, because it creates a lot of big problems. I take the liberty to make a comment that's kind of harsh, because it's my job. My job as a monk is to explain the Dharma as I understand it. I don't claim I understand the Dharma more than others, but I have the right, I have the responsibility to explain the Dharma as I understand it. Cái gì phải nhớ như vậy nè, cái cương vị của người sư đó, nó khác ở cái vị ở chỗ là cái cương vị người sư của thầy á, mặc dù không dám nói mình hiểu cái pháp nhiều hơn người khác, nhưng được cái trách nhiệm của thầy là phải nói cái pháp mà mình thấy được, mình hiểu được. Mình phải trình bày cái sự hiểu biết của mình cho người khác nghe. Đó là trách nhiệm của người sư. Ok. Thế nên thầy có quyền nói như vậy. Mặc dù người ta không tin, mình vẫn nói như thường. So, as a monk, I have the responsibility to talk, to bring it up and talk about it. Even though people don't believe it, so what? I still have to talk about it. Ok. Is it clear? But it's very detrimental because for you lay people, especially the nuns, they cannot even contradict this guy here, this monk here, because they are in no position to contradict even the monk's teachings. Okay? Thành nó hài, tai hài dễ sợ, nói tầm bậy cũng được. Nên nói như vậy. Okay? Any other questions? Kể cái vị nghe, từ xưa đó, ngài Khổng Tử đó, brings to mind a story. Từ xưa ngài Khổng Tử là một cái người mà trí huệ rất là cao siêu trong cái nền văn hóa người Trung Hoa, người Á Đông mình luôn đó. Confucius is one of the wisest men in China, in Asia in general. Excuse me. You heard of Confucius, right, Anna? Because he basically, his teaching is the foundation of the Asian culture, along with Lao Tzu, along with Khổng Tử với Lão Tử là hai cái vị mà triết gia mà rất quan trọng trong cái nền văn hóa người Á Đông chúng ta. Okay. And it turns out Confucius is actually a student of Lao Tzu as well. Khổng Tử cũng đã từng tới học với Lão Tử rồi. Okay. Anyway, Confucius he laid the foundation of morality for Asia. Khổng Tử đó là cái người mà công lao rất là lớn trong cái thế giới này, tại vì ngài thiết lập ra cái nền tảng của đạo đức của con người, ok, nhất là bên ở Á Châu đó, ok. And he created a lot of firsts. Ngài tạo rất nhiều cái việc đầu tiên. For example, back in his time, only the rich people can afford to get education. Hồi xưa đó, cái thời của ngài Khổng Tử đó, là chỉ người giàu đó mới có thể đi học. Người học trò mà nghèo đó, không có tiền đó, không ai dạy. So what happened is that back then, if you're rich, then you can go to school and learn the books. But if you have no money, you're poor, no one will teach you because they require you to pay. Muốn học là phải trả tiền. Từ xưa như vậy đó, okay, phải giàu mới đi học được. Mấy người nghèo khó không đi học được. Okay? So Confucius was the first one who says, I will teach you, you don't have to pay me. Ngài Khổng Tử, ngài đầu tiên, ngài nói, tôi đi dạy thôi. Quý vị không cần trả tiền cho tôi. So it turns out he has like hundreds, if not thousands,
of students. Thành ra ngài á dạy á có đệ tử học trò đó cả trăm người, như cả ngàn người luôn á. Phải họ tới miễn phí, họ tới ở nhiều khi nghèo quá đó, gia đình nuôi không có tiền nuôi đó, họ gửi vào chùa ngài tương tự nuôi. Vừa học vừa nuôi. So I help these poor people back then. They couldn't afford to stay home. They couldn't have things to eat at home. So they go to Confucius and learn from Confucius because at least they have some food and shelter. Okay. Ngài không thưa đời xưa nó ngài cái trí huệ, cái tâm từ bi ngài lớn như vậy đó. Thành tạo dạy một không tạo đào tạo nó một cái hệ thống của đạo đức mà người bây giờ người Tây phương phải tôn trọng đó, phải công nhận cái đó là hay. Cái đó là nền căn bản của cái đạo làm người. And you know he was highly respected. Thời đời hồi đó đó người nước Lỗ, thằng ngài được ông chúa nước Lỗ đó rất là tôn trọng. So he was highly respected as a man of learning, as wisdom. So the Lu country back then in China, the king, he respected him, so he named him as one of his officials. Thế cái ông chúa Lỗ đó mới phong chức cho ngài Khổng Tử làm quan. And he was incredible. He was contributing so much to the country. Phong cái quan nhỏ nhỏ thôi, rồi từ từ tăng lên từ từ tăng quan từ từ. So they keep on promoting Confucius to become higher level officials. Until he became a threat to the prime minister. Rồi tới lúc gặp ông tể tướng đó, là càng thăng càng cao thì bắt đầu đụng chạm ông tể tướng. So the prime minister find a way to get rid of him. Ngài tể tướng ganh tị, thì nó chặt đầu ông Khổng Tử, xúi ông vua đuổi Khổng Tử đi. And so the prime minister of the Lu country talked to the king and advised the king to get rid of Confucius, and they badmouthed Confucius, and the king got rid of him. Chẳng ông vua mới đuổi Khổng Tử ra, không cho làm quan nữa. Rồi ngài Khổng Tử mới bỏ nước đi. So the Confucius then he left his country and he wandered around, bỏ đi by himself, bỏ đi mình. Thì những đệ tử của ngài lo mò đi theo, bỏ nhà đi theo ngài Khổng Tử, đi phò thầy, đi học với thầy. So his disciples followed him, knowing they had no money, they had no sponsorship, no place to stay, and they still followed him. Okay, so master and students, they struggle together for a long, long time. They travel from country to country. Họ đi khổ lắm, hồi xưa khổ lắm. Mấy chục người đó, họ đi cực khổ. Ngài Khổng Tử chịu rét, chịu nóng, chịu đói, chịu khát. Đi từ nước này tới nước khác vì họ đuổi, họ xua đuổi. Okay. It's very, very, very rough. Okay. And yet he never lost faith. Để ngài Khổng Tử không bao giờ mà bỏ cuộc hết. And one day, bữa kia, after a long years of hardship, bao nhiêu năm mà cực khổ rồi, đói khổ, đói khát quá này, khổ sở quá này. Confucius asked his disciples, mới hỏi, ngài Khổng Tử mới hỏi đệ tử của mình. Ngài hỏi, he asked one disciple, he said, you know, I thought I have good teachings. I thought I had wisdom. Why is that? My thoughts, my teaching is not appreciated by the world. Ngài mới hỏi đệ tử của ngài, nói là con đã theo thầy lâu rồi. Thầy hỏi con chuyện này nghe, nói thẳng cho thầy nghe, nói thật cho thầy nghe. Thầy cứ tưởng rằng thầy cái giáo lý của thầy, cái hiểu biết của thầy nó có dùng, nó có lời cho cái thế gian này. Mà tại sao á không ai trọng dụng thầy vậy? Tại sao không ai thích cái lời dạy của thầy, cái giáo lý của thầy? Tồi lắm, nghèo đói không có chuyện gì nói, phải nói chuyện với nhau, bàn chuyện vô gì ra,
khổ như vậy, người xưa khổ như vậy. So that's how much they suffer. They have nothing else to do. They're so hungry and thirsty, so they have to talk about why are we suffering. So Confucius asked his disciple, why am I not appreciated? Okay, is it because my teaching is not useful enough, or what? So his disciple says, Master, I think maybe your teaching is not applicable to the times. Maybe it's not useful enough for the times. Thế người học trò ngài, người đệ tử đầu tiên, ông kia mới nói là bẩm thầy, chắc là tại vì cái pháp của thầy thiếu nhân đức thiệt, chưa đủ nhân đức, thành ra không có người ta trọng dụng của thầy. That's why you're not appreciated. Okay. So Confucius replied, ngài trả lại người, ngài Khổng Tử nói con sai rồi. Confucius said you're wrong. Okay. In the history of mankind, people are very knowledgeable, very skilled, and yet they're underutilized. This is the history of great men in China. Many great men were underappreciated, and they die very poor and bitter. Thế ông Khổng Tử nói là trong cái lịch sử của người Trung Hoa này biết bao nhiêu nhân tài, vừa giỏi về văn, vừa giỏi về võ, mà khi mà họ vẫn không bị trọng dụng như thường, mà cuối cùng họ chết nghèo khổ, mà nghẹn ngậm ngùi, liên tiếp cuộc đời mình không có làm gì được xong chuyện. Then he asked the second student, hỏi học trò thứ nhì, hỏi là tại sao cái pháp thầy mà không được trọng dụng? Why is it? Why do you feel that my teaching is not appreciated? Is it because my teaching goes too far? Tại vì cái pháp thầy nó đi quá sâu là sao? The disciple says, "Your master, you're right. I think your teaching is too profound. The people cannot appreciate it." Cái người học trò thứ nhì mới trả lời, nó nói con nghĩ, thầy biết sao, con nghĩ chắc là cái pháp thầy nó sâu quá đi. Thành ra con người đời đó, nhất vua chúa, người ta không hiểu được cái pháp thầy. Thành ra chắc là phải dạy bớt đi, đừng dạy sâu quá như vậy. So his disciple says, Master, I feel that you should back off a little bit. Don't teach such profound principles because no one can understand it. You should teach more shallow principles. So Confucius said, "You're wrong, too." Ông phụ mắng học trò, nói con cũng sai rồi. Tại sao như vậy? Con không chịu tu mà không đòi người ta trọng dụng. He says, "You don't wish to cultivate. You don't wish to work hard, and you wish others to appreciate you. That's a wrong approach. Tu như vậy là học như vậy là sai lầm rồi. Nó học cái dễ thôi, để người ta trọng dụng mình thôi." He says, "If you only want to be appreciated, so you learn the easy stuff, then you're not worthy." Okay, người cũng xứng đáng thiếu cái đạo đức. Okay. So then he asked the third disciple, hỏi người học trò thứ ba. Ngài đó là Diễn Huệ. Diễn Huệ là gì? Nhan Hồi vậy phải? Diễn Huệ là Nhan Hồi, là người đệ tử mà gọi là có trí huệ nhất của Khổng Tử. Mà Nhan Hồi là người nổi tiếng nhất. Tại sao? Nhan Hồi là cái người Khổng Tử nói tôi dạy một, ông này hiểu mười. Thì Diễn Huệ is one of the most, is the wisest disciples of Confucius, because he says, I teach one principle, Diễn Huệ can understand 10. That's how wise Diễn Huệ is. So Confucius finally called in Diễn Huệ and said, Diễn Huệ, why is that my dharma not appreciated? What am I doing wrong? Thì ngài Khổng Tử mới hỏi ngài Nhan Hồi, mới hỏi đó là ngài con ơi, tại sao cái giáo lý của thầy không được trọng dụng, mà tại sao không ai thích học cái pháp của thầy, không ai thích cái pháp của thầy, cái giáo lý của thầy? Diễn Huy answered, Nhan Hồi trả lời sao? He says, if they don't appreciate your dharma, so be it. Nó là thầy ơi thầy, nếu như người ta mà không trọng dụng thầy á, thì không phải lỗi của thầy. Do tại người ta không biết cái giá trị của thầy, nhưng phải không phải là thầy không có giá trị. It's because they don't understand the value of teaching. It's not your fault. It's their fault.
Okay? Mình tu là đúng, mình phải làm, chứ mình không cần người ta phải công nhận. Okay? When you write, you do the right thing, you don't need people to appreciate, to approve it. Cái chuyện gì đúng thì mình nên làm là làm thôi. Đâu cần người ta phải đợi mình làm để mà hy vọng là người ta chấp nhận, công nhận là mình làm đúng. Thì như vậy mình cái việc mình làm vẫn chưa đúng, chưa vẫn hoàn toàn đúng. In my perspective is that if it's the right thing to do, do it. Okay? When you do the right things, do not expect people to approve and to admire you. If you do that with such a mindset, then you're not quite right yet. Thầy Nhan ngồi nói, thầy ơi, mình tu á, mình thấy mình sai, mình sửa. Okay? So Yến Huy says, Master, when you study, when you see something, you find faults in yourself, okay? You correct yourself, okay? That's your job. Mình sửa mình xong rồi á, okay? Mà người ta không biết á, là lỗi người ta không phải lỗi mình. And he says, once you correct your own mistakes, and people don't appreciate you, then it's their fault, it's no longer your mistake, okay? And Confucius says, Yến Huy, you're the only one who understands me. Còn Tử mới nói này, Nhan ơi, con người duy nhất mà hiểu được thầy. Con mà làm vua, thầy tới làm quân sư cho con. He says, if you become a king, I would like to be your advisor. Okay? So that's the whole point. I say that, you know, because of that, because Confucius never compromised on his principles. So he spent his entire life wondering, and by the time that he's finally recognized, he's in his 80s. Sau khi mà 60, he's too old. Sau thầy biết, quý vị biết không? Ngài Khổng Tử đó, suốt đời đã đi lang thang như vậy, khổ dễ sợ. Mà không bao giờ mà làm gì sai lầm hết, vẫn giữ cái nhân cách của mình, ok. Đến khi mà ông vua Lỗ đó, ông mới thức tỉnh lại, thì ông mời ngài Khổng Tử trở về đó. Ông tể tướng, ông hối hận, nói là té ra tôi ngược đãi cái ông Khổng Tử này, người nhân tài mà có lời cho nước tôi, mà ông đã nói những chuyện ông làm nó có lời, rất có lời cho nhân dân và cho vua, mà bây giờ ông phải mời ông trở về lại để ông giúp xây dựng lại cái nước này. Như lúc trước ông đã làm. So what happened is that the prime minister of his country, the original country, he had a change of heart and says, the country on the decline, so we need to bring Confucius back for him to rebuild the country. Và khi mà về rồi, mời ông trở về lại, thì ngài Khổng Tử già quá rồi. Okay? Ngài nói, bây giờ tôi không muốn làm quan nữa, tôi chỉ muốn dạy thôi. So when Confucius came back, he said, I no longer have any strength to be the official. Allow me to teach. Chỉ muốn dạy thôi. Thì nhờ như vậy đó, cái Khổng giáo nó, cái Nho giáo nó còn ảnh hưởng cho cái thế hệ tới bây giờ, thế giờ chúng ta vẫn còn được hưởng như thường. Because of his teaching, his personal sacrifices, Confucianism, the principles are still being utilized and observed to this day and age. That's what we owe to these wise people. Thành những cái người mà có trí huệ như vậy mình biết ơn chứ. Nhớ là có những người mà chịu hy sinh như vậy, họ làm chừng đúng họ làm thôi, họ không cần cái sự, không có sự vinh quang, không có sự sung sướng, mà chừng cần làm họ phải làm. Thì như vậy là cái mới thực sự là tu. So I bring out the story to remind all of us that we owe wise people like Confucius, who are the purest cultivators, because he did the right things. Whether people appreciate it or not is irrelevant. Okay, and that's why he's so influential. He's so greatly appreciated after he died. Bởi vì sau này cái thế hệ sau này ai cũng quý trọng ngài Khổng Tử, nó ảnh hưởng. Giáo lý ảnh hưởng bao nhiêu cái thế kỷ. Okay, any questions?
So that's why I say that when we cultivate, we should follow the examples of great people like Confucius and so on, and Master Shen Hoa. Thành ra phải từ biết trước những cái gương, ngoài gương, những người tiền nhân đó, Khổng Tử, Ngài Tiến Hóa, những cái vị tổ sư, thế họ làm đúng, họ làm thôi, mình cần biết. Okay. Đừng có vì làm mà vì mình tham cái danh, tham cái lợi. So the cultivators are, especially the monks and nuns in Buddhism, I feel that if we cultivate, we should cultivate because it's the right thing to do, not because we cultivate in order to seek fame and profit. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Trả lời vậy được không Dư Nga? Cái đó là sai lầm nhiều lắm. Thầy rất tiếc nghe những lời như nói như vậy thì đáng tiếc là như vậy nè. Đáng tiếc là những cái người trưởng lão đó không có chịu sửa lưng mấy người thầy này tầm bậy. Họ nói tầm bậy. Mấy người cái đông việc của thầy không phải là không có quyền sửa lưng người ta, chỉ có quyền phát biểu ý kiến thôi. Còn cái chuyện là những người mà trưởng lão đó, người hòa thượng đó, những người tăng thống đó, họ là trưởng lão đó, thì họ phải sửa lại, họ nói là cái quan niệm là sai lầm, không nên nói như vậy. Thầy cũng đủ tư cách mà nói những cái chuyện như vậy, làm những việc như vậy, để cái người lớn đó, hòa thượng đó, trưởng lão nó phải làm những chuyện như vậy. Cái đó là trách nhiệm của họ. Ok? So finally, I conclude by saying that it's my job to make the comment, but that's as far as I go. I hope that someday there's some leaders, religious leaders of Vietnam or the world would say that, you know, you should not be saying like things like this because it's improper, it's incorrect. Because that's the job of the leaders. Cái người lãnh đạo đã trách nhiệm, có trách nhiệm như vậy mới gọi là lãnh đạo được. Okay. Bởi vậy người ta mới công nhận mình là lãnh đạo, tại mình làm đúng, mình có cái việc làm của người lãnh đạo, người lãnh tụ của một cái tôn giáo. Okay. Để nói gương cho cái đời sau. Yes. Anything else? Okay. So continuing with the concept of Pure Land and Pure Land. Để nói tiếp về cái quan niệm về cái bất tịnh, gọi bất tịnh, gọi có tịnh, tịnh độ. Okay. Because when you are in the impure land, tại khi quý vị đang sống trong cái cõi bất tịnh đó, thì cái việc tu hành nó rất là cực kỳ khó. When you are in impure land, impure world, cultivation extremely hazardous, very difficult. Okay, and the lifespan is pretty short. Nhất là cuộc sống, cái sinh mạng mình nó ngắn ngủi. Cuộc đời của người không có bao nhiêu hết đó. The lifespan is too short. And the cultivations are difficult, that it's very, very hard to certify to the fruition. Vì nó khó khăn như vậy, cuộc đời nó ngắn nữa, thành ra rất là khó mà đắc quả, đắc giải thoát. Thành ra cái chuyện mà dễ nhất á, mà khi bị tu hành á, là nên tu pháp môn tịnh độ để mà đi thoát ngang qua, chạy qua quả tịnh độ thì sẽ kiếp sau sẽ thành Phật. And that's why the patriarch, Mahayana patriarch, advocate, and the Bodhisattvas advocate that since it's so difficult to practice here and certify to fruition and attain liberation, it's much easier to attain liberation through the horizontal route by going to the Pure Land, and you go there and you will certify the fruition in one lifetime, which is not something you can easily do here. Okay? Thành ra, nó tóm lại là cái dùng của cái pháp môn tịnh độ đó là để cho những cái người mà họ có cái phương tiện để họ, nếu như mà cái kiếp này mà họ không có đắc được giải thoát đó, không chứng được quả đó, thì nên về quả tịnh độ. Thì qua bên kia sẽ chắc chắn một kiếp sẽ chứng quả. This is the advantage of the Pure Land. This is the use of the Pure Land over the impure land. Cái quả
tình độ đó, nó lợi hơn quả bất tịnh ở chỗ đó, đó là một kiếp trong quả tình độ quý vị sẽ chứng quả, sẽ đắc giải thoát. The major advantage of the pure land over the impure lands is that when you go to pure land, you will certify the fruition in one lifetime. Whereas it's unlikely you will certify the fruition here in the impure land. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, so we all realize, ai cũng biết là đi quả tịnh độ nó có lợi như vậy. Okay. If you feel that you have superior roots and you can certify to fruition, by all means, cultivate. Okay. Things like Dhammador, like a chan, or pure land. Những cái vị nghĩ cái vị có cái căn cơ cao mà có thể đắc quả đó, thì có về nên tu những pháp môn. Chẳng như tịnh độ hay là thiền tông hay là mật tông rồi nọ thì quý vị cũng đắc được cái sự giải thoát kiểu như thường. Nhưng đều nếu như quý vị mà không nghĩ là quý vị nghĩ mà mình không đủ sức á, chưa chắc đủ sức á, thì nên tu quả tịnh pháp môn tịnh độ. So the use of the Pure Land Dharma Door is like an insurance for the people who don't feel that they may not be able to certify to the fruition. Khi mình nghĩ mình không chắc mình sẽ đắc quả kiếp này thì nên chú tâm tu cái pháp môn tịnh độ. Okay? So far so good. Okay. Now, if you practice the Pure Land Dharma Door, nếu quý vị hiểu như vậy rồi, quý vị muốn là mình nhận quý vị lớn tuổi rồi mà đắc quả thì hơi khó một tí. For example, old people, older people, it's kind of hard to certify the fruition. Okay, it's not easy. Đắc quả khó lắm, rất là khó. Thành ra cái gì lớn tuổi thì nên tu pháp môn tịnh độ. When you're older, you should be practicing the pure land with the objective of attaining rebirth to the pure land. Thì tu pháp môn tịnh độ để làm cái gì? Pháp môn tịnh độ để mà đắc vãng sanh. Okay. Thì cái pháp môn tịnh độ là ai cũng nói đó, các tổ sư nói đó, là 10.000 niệm Phật, 10.000 người niệm Phật thì 10.000 người sẽ đắc vãng sanh. What's attractive about Pure Land Dharma Door is that the Pure Land patriarchs, they all say, 10,000 people recite the Buddha's name, 10,000 people will attain liberation, will attain rebirth to the Pure Land. Okay. Đây là lời tổ sư. Okay. This is the words of the patriarchs. Okay. Thầy dạy mấy cái thầy cẩn thận dễ sợ lắm. Cái này là những gì lời tổ sư dạy mà nói rõ ràng lắm, chứ không có chêm thêm mà cũng không có chế thêm. Okay. Now, so when I teach these Dharma Doors, I try to make it very precise. When I quote the patriarch, I say this from the patriarch, because that's what patriarch says. I don't add to it, I don't subtract from it. Okay? Cái này quan trọng lắm. Tại vì cái vị nghe cái lời thầy nó không có giá trị. Đều cái lời tổ mới là đáng tin. So my advice to you is my word is not that important. It's the word of the patriarch you can count on. Okay? Không có dịch cho bà Nhập Thanh hả? Tiếng nó tùng mà mấy hộ à? Vứt thải đùa tùng ý xe. No, it's too difficult. I don't think she understands what I'm talking about. What I'm talking about, even I don't understand it. How can she understand it? Thầy giảng mà thầy cũng chưa hiểu nữa, không gì mà bà hiểu nổi. Chẳng cái phần mà giảng cái độ với đây nọ, sao bà hiểu nổi? Tôi tin rằng bà không hiểu được, nhưng mà trước đây tôi đã giảng qua cái vô độ, tiến độ và vô tiến độ, cái quan niệm đó rất là khó. 很难讲的
我相信你不会懂的，连我的英文没有那么好，还是很难懂，粤语也是一样的，很难懂。可是没关系，因为是推你来说，没有什么，因为是。 他所问的就是越南法师，他说精心就是进度，所以为什么我们还是要去极乐世界往生，极乐世界不用了，我们应该到那个进度在这里，我说是nonsense。 是不对，因为是越南人，就是这个是一位越南法师，他所讲的是不对的，是迷信，对佛教来说是很不好的。 Okay, I explained her briefly in Chinese, and she claims she understands. I'm sure she doesn't understand because it's too complicated. Even I explain in English, I have a hard time too. Okay? All right. So, if you want to obtain rebirth, and you recite, you should practice reciting Buddha's name, Tibi Mumbang Shan Nipa Nim Phat. Okay? But actually, Pure Land Amador Anna actually is based on three requirements for you to obtain rebirth. Những cái người muốn vãng sanh á, thì ra phải cần có tam cái tư lương, okay? Là tín, nguyện và hạnh. Tín, nguyện, hạnh. Đúng, đúng. San, có ba, the three requirements, three requisites, okay? The faith, the vows, and the practice. Okay, the faith meaning that you have a certain have a certain amount of faith. Tin. Okay, có cái lòng tin, có cái tam tư lương là tín, nguyện và hạnh. Có là pháp môn tịnh độ. Okay, the Pure Land Amador has the three requisites. When you practice, you have the three requirements. You have to have faith. You have to have to make the vows, and you have to have to practice, maybe reciting Buddha's name. Okay? Now, what is faith? The faith that this is way beyond your understanding. Cái tín là cái gì? Cái tín là nó, cái này nó ngoài cái trí tưởng tượng của quý vị được. It's way beyond your comprehension. Nó ngoài cái sự hiểu biết của quý vị. It's not something that the worldly knowledge knows about. Đây là cái gì? Cái thế gian pháp nó không có, không biết được. Chẳng như cái cậu nó đi học trường đại học này nọ, mấy trường đại học đâu có mấy cái chuyện này đâu. Họ đâu có thấy được cái chuyện này. So, for example, you go to universities, they don't have this because they don't know. They don't have enough facts. They only teach about things that they know about. Thành trường đại học họ dạy cái gì mà họ biết, cái đó hay của họ. Okay? Để cái sở đoạn đó là nếu quý vị chỉ dạy như quý vị biết thôi, quý vị tự giam hãm của mình trong cái mình biết. So the problem with teaching only the things you know about is that you confine yourself to what you know. Nó có cái lợi, có cái hại. Lợi nó có cái căn, nó có cái facts. Có sự chân thật ở trong cái hại chỗ đó mình tự giam mình lại ở trong vùng mình biết thôi. The problem with human knowledge is that you stick to what you know, then it's factual. But the disadvantage is that now you stuck within the realm of your knowledge. You confine yourself to what you know only, which is nonsense. There's lots of things you don't know about. Why should you confine yourself to that? Nên tại sao mình giam hãm mình trong những cái gì mình biết thôi? Cái đó là chuyện, cái đó là cái thiển cận của cái khoa học gia. Họ chỉ tin cái gì họ thấy, họ chứng minh được thôi.
có những cái họ chứng minh không được thành ra họ không có tin. Cái đó là cái sự thiển cận. Okay? It's myopia. It's myopic. You only stick to what you know and what you can prove. Then you're only constraining your knowledge. Okay? The things you don't understand, like God, and so on. You don't understand. Sao biết được về Thượng Đế? Sao biết về cái chuyện tâm linh? Sao biết được? How do you know about the mind? How do you know about spirits? How do you know about ghosts? How do you know about the gods? You don't know. Okay? So you need to have a certain faith. Quý vị muốn tu pháp là phải có cái lòng tin. Lòng tin gì? You need to believe that this is probably the best thing that happened to you in the next lifetime. Thì quý vị tin rằng cái này là cái mà có thể tốt nhất mà có thể xảy ra cho quý vị cho đời sau. I know people like in the world now so preoccupied with your immediate needs. Có người thế gian đó ai cũng phải lo những cái giải đáp những nhu cầu hiện tại mình có. Okay? And the problem with that is that you forget about the future. Cái sai lầm mà đó là cái vị quên về cái tương lai. You see, case in point, humankind, the lifespan is so short, and people don't know about the future lives. Ví dụ, cái sự hiểu biết thế gian này không biết, chỉ rất rất là hạn chế, rất là ngắn hạn. Họ không thấy về cái đời sau, không thấy được. Thành ra quý vị phải có cái lòng tin là có cái chuyện quan trọng phải lo cho cái đời sau. Okay? Thầy giảng cái tí nó hơi khác, người ta giảng tí. So I explain the faith, I explain slightly differently. Faith is that you need to have faith in the fact that it's practical to you is that the people of the world, they're too preoccupied with this current lifetime. They don't plan enough about the future. Không biết lo cho tương lai của mình. Đó là sự sai lầm. Okay? And so I believe faith is that, as is usually explained, that you should have faith in Amitabha Buddha, the faith of the Western Bliss Pure Land. Thì cái tín này thường người ta giảng là khi phải tin có cái ngài A Di Đà Phật. Tại vì sao? Tại vì bên Nguyên Thủy họ không tin là có ngài A Di Đà Phật. Quý vị phải tin rằng là quý vị có cái quả tịnh độ. And you need, so the faith here is typically explained as you need to have faith in Amitabha Buddha. Why? Because the Buddhist, Theravadan Buddhists, they don't believe in the existence of Amitabha Buddha. They don't. So let alone to believe in something called the Western Bliss Pure Land. Đừng nói chuyện mà có quả tịnh độ nữa, quả Tây Phương Cực Lạc nữa. Okay, but it's more immediate to me is that the monks and nuns are not making it clear to Westerners that they are not having adequate planning for the future lives. And đối với người Tây phương đó. Thầy giảng cho người Tây phương tình độ người Tây phương thầy giảng khẳng khác tí khai nói là tại cái người Tây phương họ không biết lo về cái cuộc đời tương lai của họ. Nǐ yào jiào xī fàng rén nà gè jīng dù fǎ mén gě yì shuō gào shū tā mén shì hái shì nǐ xù yào xiāng xīn you ā mì tó fó hái shì you jǐ lè shì jiè shì hěn hǎo de dì fàng. Kè shì 西方人呢，我们需要讲条，是他们没有有计划像去来的lifetime cuộc đời sau. Ừ,
将来的将来的圣 ，OK， and the Westerners the two attach the concept of the heavens. 因为对方người ta chấp vào cái quan niệm của cái cõi trời, okay, and so we need to help them understand the Western Blissful Land is far superior to the heavens. Cho nên dạy người Tây phương nói nhắc cho họ biết là cái Tây phương cực lạc nó quý hơn là cái quả trời nhiều. Okay, far far much far more beneficial. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. An existence of God. Yes. And? God does exist. It does. He does exist. Okay. It's not wrong. However, I discarded all the possibilities of any faith. No, he really exists. And according to Buddhism, God really exists. It's just that when you go up to the heavens with him, it's not as desirable as going to the Pure Land. That's what you need to adjust. So you need to reject the existence of God. He's up there. Excuse my ignorance, but however, at one point believing so much in God, didn't see any manifestation, maybe? Okay. Good point. Cô nói là tôi trước tôi người Công giáo, tôi tin về Thượng Đế, thành tôi bây giờ tôi thấy tôi bác bỏ cái đó. Tôi nói cô không cần bác bỏ cái chuyện đó. Thượng Đế nó có thiệt, có trên quả trời thiệt á, không giả đâu. Nhưng đây không cần bác bỏ, chỉ cần hiểu rằng Thượng Đế đó là một cái đi về với cái quan niệm về với Thượng Đế không hay bằng là về quả trình độ, chỉ cần đổi như vậy thôi. Thì cô mới nói là chắc là tại vì lúc trước tôi tin rất là thâm sâu, mà tôi tin quá mà lâu tôi không thấy có cảm ứng gì hết đó, nên tôi bỏ. And this is exactly what happened to another Catholic I knew. Thầy quen một cái người Công giáo cũng như vậy. She's a devout Catholic. Người này cũng là rất sùng tín bên đạo Công giáo. And she qua con nghe chuyện này, cái người Công giáo tôi tin dễ sợ, bà tin dễ sợ lắm. She had trouble with the family, có chuyện gia đình lục đục nhiều á, lũng củng nhiều, đến độ mà bà sắp gia đình sắp bể rồi, sắp hư nát hết. So she had family problems and to the point where the family was disintegrating. She's about to lose her family, she says. Bà nói bà sắp mất gia đình bà rồi. And so she prayed to God. Bà mới cầu cứu với Thượng Đế. Bà khẩn cầu làm đủ thứ hết. Vào nhà thờ xin cha giúp, rồi xin cầu nguyện này nọ. So she went to the churches and asked for help from the fathers, from the priests. And did everything they told her to do, okay? And to no effect. Mấy năm trời, she tried it for a few years, okay? And it was getting worse. Đã vào như vậy cầu cứu mấy năm trời liên tiếp, không có được kết quả gì hết. And so she was getting so desperate, khổ quá đi, buồn quá đi. So one day she walked into she met a Chinese man. Khi gặp một cái người ông người Hoa đó. And he's a Buddhist. Người đó, ông người là người Phật tử. Ông nói là bà mà muốn được giúp á,
thì bà chỉ cần cầu cứu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đi. So the Chinese man says, if you need help, you should pray to Quan Yin Bodhisattva. And she did. Bà bí quá. Tại bà mấy năm trời bà cầu cứu bên Thượng Đế không thấy được gì hết. So she prayed to God. And she, for years, to get try to get some help. And with no effects. So she started, she was so desperate that she started reciting Wan Yin's name. And she said, Wan Yin, please help me, please help me. And guess what? The problem got resolved from her prayers. Rồi khẩn cầu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đó, dễ sợ như vậy đó. Mà khẩn cầu một cách thành tâm như vậy, cái vấn đề được giải quyết. Thành bà phát lòng tin, bà bỏ bên công giáo và đi về quy Phật giáo ngay lập tức. So she left Catholicism and took refuge and became a Buddhist. And she goes to see lại. And bà tới Tây Lai Tự bà tu. The mantras. Cô này cô nói là cô tới Lưu Sơn Tự, cô tu rồi cô thấy cô bắt đầu học mấy cái pháp ngô thiền rồi thấy khỏe khỏe rồi xong rồi cô bắt đầu được dạy chú, nhưng thầy bắt đầu dạy chú tối thứ bảy dạy chú luyện chú cho cô tới cô được ra. Bắt đầu cô luyện cái chú đó là cô thấy có kết quả, cái chú có kết quả. So what kind of results you see from the mantras? Cô tự chữa bệnh được, dễ sợ không? She xin chia, she still sleeping. She learns a mantra and she can clear her illness. How come you coughing like crazy all day? Cái ông này ông ho cả ngày á. I mean everyone, I don't know if you know, có ai để ý chuyện đó không? Sư cô ngày mai cô để ý với cô ai, ông này ông ho cả ngày á. Một phút rồi. Thầy điên đầu cả 2-3 tuần liên tiếp rồi. Bây giờ thân hương mới nghe. Trời đất ơi. Cứ ông đi đâu là ông đi khoảng vài phút. Nghe kinh á, nghe giảng kinh thì không ấy, mà lúc mà niệm Phật thì when he listens to the lecture, he is like no coughing whatsoever, okay? But when he starts reciting Buddha's name, why is that? Thầy cứ làm họ thầy để thầy đấy nhưng mà thầy không nói một tiếng nữa. I observe, I don't say anything. Huh? Tại sao vậy? Why is it? I'm sorry to interrupt you, but you know, this is funny. When he recites Buddha's name, so he has no affinity with Buddha recitation. Mà nghe giảng kinh thì thích dễ sợ lắm. Nghe em nói pháp là ngồi thích nghe em chăm chú dễ sợ. When he listens to that, I said, không nghe ho một tiếng nữa. I even like checking his voice for once so far. Một tiếng 45 phút không nghe. One an hour 45 minutes you didn't even check your voice. Well, maybe a few times. Otherwise, it's like every minute. Huh? Are you still sick? Huh?
So Anna, she said she learned the mantra and she can cure her illness. What kind of illness do you cure? A flu? Please say it's flu. No, I wasn't able to suppress nausea. Nausea, that's easy. Yes, what else? Which mantra? I didn't do the meditation much. Which one? You told us one. Number one or number two? The second one. The second one, okay. That works too. Okay. Chitoni, nausea, ta xiang yao tu. Tu ẩu tu, ok, cái gì kháng trừ. Khoa nghe không? Nghe có hiểu không? Tu mà bây giờ cái tâm nó bình an, nó an lạc hơn. Cái đó là cô này mới học, mới thiền sơ sơ thôi đó. So this young man here, he says, I my mind is too chaotic. I need to calm down, have peace of mind. I said, that's what Chan is about. Okay, that's what cultivation is about. Okay. Tu nó tự động nó ra như vậy. Yes. Yeah. Yeah. How come it never happened to me? Cô này có kể đó. Không biết cái nghe. Did you get that? She has a response from one year and two. I said, how come it never happened to me? Cô nói là cô vào siêu thị rồi cô mua, cô có mấy cái đứa con cổ kéo chạy tung lai cái cô mất đồ, cô lạc đồ. Rằng tôi tới cái chỗ mà họ kiếm cái đồ mất đó. Cô kiếm đầy hết đó, nhiều quá đó. Không biết chỗ nào kiếm hết á. Cô nhớ là ông thầy ông dạy cô là lúc mà cần cầu cứu ngài Quan Âm. Cô mới tông tầm cái người cô đang kiếm vậy, cái bà người quầy hàng đang kiếm đồ vậy. Thì cô mới nói trời đất ơi, tôi phải kiếm cái chỗ này chứ không thể mất cái này được. What did you lose? Your purse? Your keys? À, chiếc xe. Chìa khóa xe. Well, that's a serious problem. Yeah, husband's gonna be very happy. And mất chìa khóa xe. Thành ra cô mà kiếm cái người ta đang kiếm đó, kiếm trong cái chỗ mà nó mất đồ đó. Where is it? Walmart? Ross?
You don't go to Walmart, me neither. Actually, not very often. Tới cái tiệm Ross bán mà cô mất cái chìa khóa xe, là cô vào cái chỗ người ta mất đồ đó, thất lạc đồ đó, hỏi thì đồ đầy hết á. Thì cô mới đang kiếm ra, không biết chỗ nào mà kiếm hết á, cái chìa khóa tí xíu à. Cái xong cô nhớ sực lại, cô nói là ôi chào, phải cần kiếm này, mà bây giờ ông thầy ông dạy là lúc mà cần cầu cứu người Quán Thế Bồ Tát. Rồi cô bắt đầu cô nói Quán Thế Bồ Tát giúp con, Quán Thế Bồ Tát giúp con. Cái cụp cái tay kéo ra cái chìa khóa người được. Tiếng cái tụng á, hả? Ta sư chư là nó cái là giao chữ, chơi từ từ giao chữ. OK, cái sự chảo bút tao là chảo bút chảo này, cái sự tại Ross tại cái department store bài hồ công sự. So, you can do and do so yêu the su chi the tung si, you can do. Okay, so you ta hun fan now. That's your wo shi ya wo the yao chu. Sin ways of wo the wo the new year is that shi yao chu. So you ta show. 法师教我如果有的需要的话应该念观世音菩萨所以再说观音菩萨帮助我马上就拿出那个要求所以他说我相信了 So now this lady here tells you the story where he says, actually, I believe because it works for me, okay? So you have tremendous blessing. Bà này có phước lắm á. Because it never worked for me. Tại vì thầy không bao giờ có chứng cảm ứng được như vậy hết. Okay? It's very, very, very good that you have affinities with these things. Anyway, going back to the point. She uses the mantras to heal herself. Are you using the mantras to heal yourself, young man? No, are you? I was earlier trying to, but recently I've not. She has no faith. Người này thiếu lòng tin. Mình không chịu đụng chú. Mình võ, mình đủ thứ võ để mình đánh lộn tụi đó mà không biết dùng cái chú để mà chữa bệnh thì chừng nào ấy sao á. Thầy cứ để nó hoài mà chừng nào chừng nó chết nó có thức tỉnh là không nữa. See, I've been waiting for him to die, to see if he wakes up before he dies. You learn all these mantras, why aren't you using them? And when we circumambulate, you cough. You're creating a lot of noise pollution. But when we recite fast, you didn't cough at all. Why is that? What happened? You understand that or not? Probably sitting in a full lotus that helps. I mean, unless just be more concentrated and less scattered. So what does it mean? So what does he mean? Thầy hỏi á, đi nhiều á, thì cứ mà ngồi xuống á, nói hết. Hỏi tại sao vậy? Mày có hiểu tại sao không? Chắc là tại vì đi nhiều nó, tâm nó tán loạn, ngồi xuống, ngồi xếp bằng một cái, tâm nó tù lại, nó không có ho nữa. Okay. Chắc là con chú tâm được hơn. Con ngồi chắc ngồi kiết già thế có tụng chú, nó có tụng chú mà cũng có dạo này bận không có tụng chú nữa. Ok. Thì tôi hỏi tại sao mà con ngồi á là con không ho mà con đứng về con ho thì có nghĩa là sao? Nó không hiểu tại sao nữa. Tại sao vậy? Bài học ngay đó mà không thấy được luôn nè, dễ sợ như vậy. The lessons right there.
mình có cái nhu cầu, mình đang bệnh, mình có cái nhu cầu mình cần giải quyết, mà không nghĩ ra luôn được nữa, dễ sợ như vậy. Để cái tụi nó là cái tụi nó là cái tụi nó được che chở như coi nó không cần, nó không biết nữa. So why have you learned from that? Why is that you cross your legs, you sit there and you recite fast, then it's no coughing, you only cough like once or twice. You don't think I notice? And then when you stand up, it's like every minute. It's lots of noise pollution. So what's the lesson? Vẫn chưa hiểu. Bài học là gì? What is the lesson here? Huh? Bài học là gì? Trời đất ơi! Ngay trước mắt nó vẫn chưa thấy được nữa. You want to heal yourself? You have to concentrate. You have to increase the concentration. Muốn chữa bệnh là phải chú tâm hơn nữa. Chú tâm hơn sẽ bớt. If you stick at this current plane, then you will be attacked by the sickness. You increase the concentration, you're out of reach. You're not coughing anymore. Isn't it clear to you? Must I spell out everything for you? Isn't it clear? Thấy rõ ràng không? Mình á, mà không chú tâm á, thì mình ho sù sù, mình chú tâm mình hít ho, tại sao cái chuyện này lại vậy? Có nghĩa là mình lúc mà mình cái tâm mình nó tán là mình ở đây này, nó đánh mình được. Mình lúc mà chú tâm là mình lên cái tầng nó cao hơn á, nó đánh mình không được, mình không cần ho nữa. That's what happens when you concentrate. The nausea stopped because you're high level. They can't get to you anymore. You got that? It's not the mantra. The mantra is only expedient. If you use the right mantra, it's even more effective. You bring up there, then you actually are attacking them. But the first premise is you need to go up higher. You concentrate. You increase the concentration. Okay? You're out of reach. And then you use a mantra to beat them back. Is it clear? That's how you heal yourself. Mình chữa bệnh như vậy đó, tự chữa bệnh như vậy đó. Trời ơi, ông thầy này ông kiên nhẫn đợi cái gì bệnh lên bệnh xuống nữa, coi thử biết xài cái vỏ là không nhá. Chứ còn cứ đọc học không, lý thuyết không. So I have to wait for you and explain everything to you. I told you this mantra is to heal illness, and you don't even try to do something about it. Then it doesn't work, right? I know I'm supposed to increase my concentration, and that's supposed to help me heal myself. I have a hard time. That means you're still not sick enough yet. Wait until you're about to die. That's when you understand it very quickly. Nhưng mà sắp chết rồi, tự động hiểu cái này ngay lập tức rồi. Chứ còn cái chuyện cái điều mà nó còn sung sướng, nó còn thoải mái như vậy, nó không cần hiểu không? Lúc mình thấy mình có một đường thôi, tử lộ thôi là tự động mình hiểu ngay lập tức rồi. Tu phải có cái nhu cầu. My point here is that when you cultivate, what is your need? You want to make progress, what is your need? Quý vị không thấy được cái nhu cầu, quý vị tiến bộ không được đâu. If you want the progress, you cannot see your need, you cannot make progress. Mày cứ để cho nó bệnh chứ chừng nào nó sủi lơ rồi mới nói bây giờ mình muốn bệnh, muốn hết bệnh không? Nó dạy mới được.
còn để cho nó để cho nó quỵu, nó quẹo chân, hiểu không? Dạy trước không được, không tin. Lúc mà cái cô đó cần nó cô hỏi một tùng một cái, lúc mình có nhu cầu một cái tùng một cái nó ra ngay lập tức, thấy cái nhu cầu không? Câu chuyện á, nhu cầu này, cái này không có nhu cầu này, nó khác biệt nhau chừng đó thôi à. Is it clear to you? The story between Anna and this young man here. Anna has a need. She says, I need my keys. I cannot do without my keys. Boom! Response right away. Right? That's what the Dharma does. You learn the proper Dharma, and you have the right need, the real need, and you get a response. You learn the wrong Dharma, no response. That's your problem. Cái pháp mà nó đúng á, mà quý vị đúng có nhu cầu á, là được cái cảm ứng ngay lập tức. Mà pháp nó trật á, nhu cầu khó cũng chịu thôi, ráng mà chịu. And when you have no need, no real need, no sense of urgency, it doesn't work. Thấy cái lòng tin chưa? That's where the faith comes in. Do you have faith in one yin or not? Okay? Thế thấy cái lòng tin dễ sợ không? Dạy đó là dạy cái đại khái vậy thôi. Okay? Phải biết tin, lúc đó áp dụng thì có kết quả. Mà không tin thì chịu thôi. Cái niệm Phật cũng vậy. Cái vì không tin rằng niệm Phật sẽ đắc vãng sanh, thì nói nó khơi vậy thôi. Khi nào cái vị thiệt sự trong tâm quý vị đó, mà muốn thiệt sự muốn được vãng sanh, niệm Phật nó khác. Còn cái tâm quý vị còn chưa đó, còn nó tôi phải lo chuyện này chuyện nọ, tôi có nhiều quan trọng quá, tôi phải lo cho chùa, tôi phải lo cho này lo nọ, không có cái nhu cầu, niệm không ra. Hiểu chưa? Nói toàn thuyền lý thuyết không? Nói toàn tâm thanh tịnh không? Tâm thanh tịnh sao nổi? Nhu cầu không chưa có mà đòi thanh tịnh, nhu cầu chưa thấy mà đòi thanh tịnh, nó vô duyên lạc xẹp. Thanh tịnh cái gì? Bây giờ họ cần cái chìa khóa, không có chìa khóa sao thanh tịnh được? Nói chuyện gì đâu không? Tôi về tôi phải nuôi cho con tôi nó đói, sao nói chuyện thanh tịnh hóa cái tâm tôi được? Con tôi nó đói móc ở nhà này, tôi sẵn sàng đi cấp, tôi giết người để tôi nuôi cho nó khỏi đói vậy, nó nói chuyện mà thanh tịnh giỡn thôi, sao mà thầy tin được hả? Lượng ác con mình nó đang bệnh, mẹ mình cần cái liều thuốc để mà sống, thầy sẵn sàng giết thì mới cứu chứ, làm sao mà thanh tịnh được tiểu nga? Vừa phải thôi, nói tầm bậy tầm bạ. Thực tế mình trước mắt mình có cái nhu cầu này, mình phải lo cho người gia đình mình, phải lo cho cha này, lo cho mẹ mình, lo cho con mình, lo cho chồng mình, sao nó thanh tịnh được? Hả? What kind of nonsense is this? This man, this monk says the pure mind is a pure land. So why bother going anywhere else? I said, what kind of nonsense is this? I have need to take care of my children. I have need to give medicine to my mother, otherwise she will die. I don't get money to pay for her medicine, she will die. My wife is going to die. She needs money for surgery. You know what? Never mind about purity. I'm going to go steal a bank, rob a bank first. Because that's all I have to, that's all I have, and that's all I can do right now. How can I be pure? It's nonsense. Right? Nói chuyện lý thuyết không. Cái người nghe là không hiểu được cái đó luôn nữa. Nghe mà mấy người nghe thì nghe dừng nhau họ một cái, mấy người kia chụp tay họ chọn lập tức nó có chuyện gì lạ chứ. Thấy không? Cái người ta hiểu. Nghe tôi biết ngay, còn người mê tín gì đó, thầy có lý. Mấy người đó mình hiểu nói làm cái gì. Chị Nga hiểu không? Ta nói như mình im lặng thôi, mình nói như thế đó. Mình chịu thôi. Khi người chọn tay thầy mới giảng, không chọn tay thầy không giảng. Đừng có dạy, đừng có mở miệng ra, nó bắn cho chết. Nó ghét, nó thù. Xứng đáng mình mới giảng. Mình xứng đáng nhận, mình đơn.
Can you see that? I hear too many stories, okay? Biết bao nhiêu chuyện. Vợ con, vợ ông cần tiền để mà được giải phẫu, không thôi là chết. Làm sao mà nói chuyện thanh tịnh hóa được? Trời ơi! Mấy người nó mới cần cứu chứ còn mấy người mới mạnh khỏe, mà sung sướng, đầy đủ thì cứu họ làm cái gì? Họ đâu cần cứu đâu. Cần cứu những cái người mà đang cần nó đó. Cái pháp là pháp đó đó. Mình có nhu cầu mình mới giúp người ta được chứ. Nói tâm bậy. Yes. However, when it comes to request for something, and that's why I was saying that the concept of faith is kind of is probably a lot more deeper than. Yes, it's something that will need to be continually developed. Cô nói là đúng. Cô nói là cái quan điểm của cái tín đó là nó có cái chiều sâu, là nó nói đúng. Cái tín đó càng ngày và càng thêm sâu. The more advanced you become in cultivation, the higher you get up there, the deeper your faith. And it still needs to get deeper. Càng ngày càng cao, cái lòng tin nó càng thâm sâu hơn nữa. Chứ đừng tưởng mình có là xong đâu. Cái đó là tín đó. Tín tình độ là đó đó. Chứ không phải tín là tôi tin Tây Phương Cực Lạc đâu. Chưa đủ. Càng ngày phải càng tin thêm. Phải càng phát triển cái lòng tin. Tại sao? Tại vì cái lòng tin cái vị có ngày hôm nay nè, chưa đủ, thành chưa vãng sanh được. Hiểu chưa? Let me tell you why it has to be continued to develop. The reason why these Asians, these Vietnamese, especially this guy there, he's not obtained rebirth yet because his faith is not adequate yet. And just those women back there, thấy mấy cái bà này đó, là chưa đủ lòng tin, là chưa vãng sanh được. Thêm nữa mới đủ. Dễ sợ không? Đúng không nhập lạc? Nói vui vui vậy thôi. Chứ còn tôi vẫn ở chỗ của tôi chứ. Tôi lo chuyện của tôi chứ. Nói gia đình của tôi chứ. Bản sanh gì? Bản sanh là tính sau. Đúng không? Đúng rồi, chưa đủ đồng tin. Xong rồi đi được. You need to deepen your faith. It has to develop more and more and more and more. Including a person like me. It has to be deeper too. It has to be developed. Every time I do a Phổ Chi, my faith becomes deeper. Why? Because I hear stories like yours. I say, wow, I should pray the one yin two myself. Okay? Tại thầy cũng phải đừng nói thầy phải cần phát triển, đâu phải nói chuyện quý vị không. Tất cả chúng ta đều cần phát triển thêm hết. Tại sao? Mỗi lần thầy tu với Phật thất, thầy thông tin thầy nói thêm một tí. Thành thật nói như vậy đó. Hiểu thêm một tí. Hiểu thêm một tí rồi tin thêm một tí. Nghe những chuyện mà thấy, hay thì đó. Có những cái mình không biết. Có những cảm ứng mình không biết. Thế giới nó rộng hơn mình tưởng nhiều. Okay? Yes. Then I don't know if I'm gonna be too bold, probably not really. I just wanna be honest. Probably it's gonna be ignorant, but I realized after so many years that just I'm realizing now, and I'm still probably as an ignorant realization, probably it's non-existent. But that's what I understood, that the mind has to be cultivated, we need to cultivate in order to grow faith. Because the way I was taught, it's just like you have to be blindly believe in something and don't question anything around it. But then now I just understand that if I don't have a mind that is in the process of
the process of cultivating a mind is just what probably had given me this opportunity to understand a little bit more about faith and finally realize that there must be faith in me. Yeah, give it time. Basically, the more you cultivate, the more faith will deepen. Okay? Đại khái nói là càng tu thì cái đồng tín nó càng thâm sâu. Ờ, phan nghi vậy này, tức là sự rất trung yếu của điện, cái điện rất trung yếu. Ờ, tôi nói, tin, cái thứ nhất chính là tin, tin rất rất trung yếu. Không chỉ là tin, ờ, A Di Đà Phật, chỉ là tin, ờ, Cực Lạc Thế Giới, tin tiến độ. 还是你是要信那个你需要那个信是你需要愿力不是愿力，你需要你的信需要一天比一天强大。多一点 ，OK。小信、中信、大信 ，OK。大信也可以。因为是每个人需要有惰性。信比较多一点。你的信心应该增强。对对，还是要增强，不去 ，okay， 嗯 ，so that's a natural thing of cultivation. The more you cultivate naturally, you understand more, the more faith you have. It's all natural, okay.Okay, and you know, this faith here is critical for you, for your practice. Cái đồng tin nó quan trọng trong cái việc tu hành của mình dễ sợ. Nó cái đồng tin nó khiến mình tu, cần tu tự động phần tin nó phát thêm. Đó là cái tu hành đó. Khi vì đi đứng đường tự động tin, càng ngày càng tin cái chánh pháp, càng ngày càng tin thêm, càng ngày càng tin thêm, càng ngày càng tin thêm. Tại càng ngày mình có lòng tin thì mới có cái kết quả. Có kết quả càng có thằng thêm lòng tin nữa. Và cái may mắn á, là cái việc gặp cái chánh pháp á, tự động cái việc càng ngày cái phần tin càng ngày càng phát triển. Tự động. Còn cái pháp mà như cô này cô vào cung chú giáo, cái pháp nó lệch. Thành ra cái phần tin bỗng nhiên nó bị cụt. Nó không đi tới được, nó không có cái kết quả. Mình có lòng tin là tại vì càng ngày nó càng thêm, mà tại vì càng ngày mình có kết quả nó càng nhiều. Mình mới tin hơn. It's a natural evolution. The more responses you get, the deeper your faith. It's that simple as that. Okay? The more you understand, the deeper your faith. The more facts you have, the more of a believer. That's all. Okay? And most importantly, I'm saying that if you're not born to the Pure Land yet, because you have to think about this, because your faith is not adequate. Thành thầy nhắc cái vị lại chuyện ngày hôm nay quan trọng lắm. Nói quanh nó cái này là lý do cái vị vẫn còn kẹt ở đây là tại cái lòng tin cái vị chưa đủ. Vẫn còn kẹt. Thực tế như vậy đó, chứ không phải nó cái lý thuyết là nó là tin tín nguyện với là hạnh là nó ai còn nói là từ sách vở đó không. Thực tế tại sao cái gì còn kẹt ở đây, tại lòng tin chưa đủ. Okay. 你还是在这边，因为是你的信心还不够。
That's a problem. Cái đó là cái vấn đề, cái nhu cầu mình thiếu đó. Mình phải cẩn thận. Cứ nói là tôi là niệm Phật, tôi sẽ đắc vãng sanh. Sao dễ dữ vậy? Đắc vãng sanh là tại sao? Tại sao phải niệm Phật làm cái gì? Tại sao vẫn còn ở đây niệm Phật làm cái gì? Niệm 10 năm cũng chưa vãng sanh, 20 năm chưa vãng sanh. Tại sao vậy? Tin chưa đủ. Tin tâm bậy, tin tâm tịnh là cõi tịnh độ đó. Tin tâm bậy sao mới vãng sanh được? Tin tà pháp sao vãng sanh được? Đúng không? Người ta nói gì tin ấy, đâu phải là tín. Tín cái chánh pháp. So I'm saying that, you know, these people, they say that, you know, I recite the Buddha's name of Thierry Bird because that's what the book says. And then they go ahead and believe a guy who says, the pure mind is a pure land, therefore no need to go to Western Bliss Pure Land. Okay? So they believe it. They call it faith. No, it isn't faith. When we talk about faith, it's faith in the proper Dharma. Tin vào chánh pháp. Tin pháp tầm bậy nó không có lợi gì hết. Ok. Thành ra lúc mà thầy dạy mấy cái pháp này, thầy cẩn thận, thầy nhắc cái việc là học cái pháp này học từ tổ sư nó chắc ăn. Đừng học mấy người như thầy, không có chắc ăn đâu. Thầy không phải là tổ sư. Đừng có tin. Tin pháp tổ sư đó. Thầy nói phải chích cái pháp tổ sư đàng hoàng nói thì mình có thể tin được. Ok, đừng có dạy. Quý vị không biết được. Quý vị không biết được cái nào là đúng, cái nào là sai. Bởi vì ngoài là có người gọi là cái tổ, hệ thống tổ sư vì vậy đó. Mà thời buổi này Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Tàu bây giờ bỏ luôn rồi. Mình lo đi học, toàn đi học chữ không à. Không chịu nghiên cứu lời tổ sư nữa. All right, we stop here tonight. Ngừng lại đây. Thank you.